Xin chào các bạn, thưa các bạn, trên cộng đồng mạng xã hội hiện nay có rất là nhiều nhóm hội là chia sẻ những cái kinh nghiệm làm những cái đồ chơi audio, đặc biệt là những cái sử dụng những cái đầu radio tháo xe từ ô tô ra để độ chế những cái thiết bị để chơi âm thanh. Và tôi cho rằng đây là một cái xu hướng rất hay. Nhiều người cũng bận bịu trong công việc, thế rồi yêu thích âm thanh, nhưng mà cũng dành một cái thời gian rỗi rãi của mình để đưa vào một cái chơi, vào một cái thú chơi là độ chế các cái thiết bị này. Thì bản thân Khang Audio cũng là một cái người mà rất là yêu và cũng rất là thích làm những cái việc này. Chúng tôi muốn chia sẻ tại video này về một cái chủ đề, đó chính là chọn một cái đầu radio nào để độ thành những các cái ampli và nó có nhiều chức năng, âm thanh nó hay, dễ làm và nó lại phù hợp với cái việc mà nghe nhạc trong cái một cái bối cảnh xã hội các cái thiết bị là các thiết bị số nó rất phổ biến, đặc biệt là tivi, đặc biệt là điện thoại, đặc biệt là USB, hoặc là các cái thiết bị này lại phải nghe được radio tiếng rất hay. Thế thì như các bạn biết là trên thị trường các cái xe như là xe của Nhật, hãng Honda, hãng Toyota, Nissan vân vân, rất nhiều những cái xe có cái đời cổ từ những năm 2000 trở về trước, thì những cái đầu nó rất là cổ điển, được chơi CD hoặc là chơi từ những các cái băng từ, thì những cái đầu đấy người ta không dùng đến nó nhiều. Có một cái xu hướng người ta chọn cái đầu xe ô tô của hãng tháo xe ô tô Camry ra, thì cái đó cũng rất là hay. Tuy nhiên thì nó lại Bluetooth lại không có. Thế rồi là băng tần số AM thì nó lại chỉ có ở tần số chẵn mà không có tần số lẻ, cho nên là nghe nhạc ở Việt Nam, nghe radio ở Việt Nam thì lại không nghe được AM. Chúng tôi cũng chọn lựa rất là nhiều các cái đầu phát ở trên thị trường, chọn cho mình xem là cái đầu nào mà nó đáp ứng được các yêu cầu như là thế này. Thứ nhất là nó chơi phải CD, dễ bắt, đĩa nào cho vào cũng bắt được tiếng hay. Thứ hai là radio phải đủ sóng, cả sóng AM, cả sóng FM. Cái thứ ba nữa là nó chơi được USB, để ví dụ các bạn ở xa, ít điều kiện nhạc, nghèo online, thì các bạn copy những cái đĩa nhạc vào trong USB, cắm vào cái đầu đấy, chỉ loáng là nghe được ngay. Cái thứ tư đó là nó phải kết hợp được với Bluetooth. Thế và cái Bluetooth này thì nó quá thuận tiện với tất cả mọi người ở trong cuộc sống rồi, ai cũng có điện thoại cầm tay, cho nên là có thể phát được YouTube từ Bluetooth cho cái đầu ấy. Thế rồi cái cuối cùng là các bạn không muốn sử dụng di động như vậy mà các bạn muốn sử dụng cố định lại kết hợp với nó ở trên cái TV, thì cái đường jack 3.5 nó có hay không? Thì thưa các bạn rằng là với 5 cái tiêu chí lớn như thế, chúng tôi đã chọn được một cái đầu radio ở trên một loại xe ô tô hạng sang của Đức chứ không phải là của châu Á. Thế thì radio Volkswagen mà chúng tôi đang giới thiệu ở đây là cái kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chiếc đầu radio Volkswagen ở đây ấy, nó có đủ cái chức năng như tôi vừa chia sẻ, và nó còn hay hơn nữa, đó chính là gì? Nó có đường ra là 4 loa, có nghĩa là như các bạn nhìn thấy trong mỗi một cái ô tô nó có 2 cánh trước với 2 cánh sau, thì nó ra loa một cách độc lập và nó chơi cùng một lúc có thể được 4 loa, rất là hay, và công suất của nó thì tuyệt vời tốt. Tất cả những chức năng mà tôi vừa nói ở trên nó đã tích hợp sẵn ở trong cái radio Camry này, radio Volkswagen này rồi. Đồng thời là gì? Đồng thời là với cái bề mặt, với cái thiết kế cấu tạo của chiếc radio này, nó lại rất là thuận lợi cho mình để mình độ ra những các cái đồ chơi mà trông nó có một cái kiểu dáng, một cấu hình đẹp. Và thưa các bạn, radio Volkswagen mà chúng tôi làm ở đây, chúng tôi đang chia sẻ với các bạn tại video này không ngoài mục đích là cũng đóng góp cho cộng đồng chơi độ chế audio, một cái kinh nghiệm là các bạn muốn chơi đồ âm thanh hay rồi với nhiều chức năng và tiếng nó rất là đẹp và nó cũng rất là dễ dùng, và khi mà kết nối với các loa bên ngoài thì nó lại làm rất là tốt ở cái chỗ là nó lại tự động được phối hợp trở kháng, cho nên là từ những cái loa công suất nhỏ đến loa công suất lớn, từ những cái loa mà 4 ohm, 2 ohm đến loa 8 ohm, nó đều có thể kết hợp được hết. Thế thì xin phép với các bạn rằng là tại video này chúng tôi cũng chỉ muốốn chia sẻ với các bạn đang có cái sở thích muốn độ chế các cái thiết bị chơi audio, tìm ra một cái đầu radio nào mà hay, mà dễ làm, mà có nhiều chức năng, mà các cái chức năng đấy nó phải đi theo chính cái thiết bị này mà không phải lai tạo thêm một cái gì cả. Thì radio Volkswagen cũng là một trong những các cái radio tháo ô tô mà
chúng tôi cho rằng là đáp ứng được các cái yêu cầu đó. Để có thêm thông tin cho các bạn về cái chất lượng âm thanh cũng như là khả năng nghe nhạc của nó rất là hay, thì tôi muốn mời các bạn nghe cái đĩa nhạc của Hiền Lê, Vĩ Cầm Ca. Và cái radio này hiện nay tôi mới đang chơi có một đôi loa thôi. Đôi loa này của chúng tôi là 80W một chiếc và 3 đường tiếng. Đấy, chúng tôi mời các bạn nghe thử một cái đĩa nhạc để các bạn thấy cái chất lượng âm thanh nó đẹp, rất là đẹp luôn. Thưa các bạn, Khang Audio muốn chia sẻ cái kinh nghiệm chọn một cái đầu radio tháo xe ô tô để có thể cho được cái âm thanh hay, dễ làm, tạo ra được một cái bộ đồ chơi rất là đẹp, nhiều cảm xúc và nó đáp ứng được cái đam mê của các bạn. Thế thì video này chúng tôi giới thiệu là radio ở trong xe ô tô Volkswagen đời mới là đáp ứng được cái việc rất là tốt. Các bạn nào mà có nhu cầu muốn tham khảo, muốn có những các cái tìm hiểu cách làm thế nào để cho được cái âm thanh hay hoặc cũng như đấu nối kết hợp với các loa bên ngoài như thế nào, các bạn hãy để lại comment cho chúng tôi sẽ dành thời gian để giới thiệu chi tiết hơn cách mà chúng tôi làm ra được chiếc radio như thế này để lan tỏa được đến các bạn. Các bạn nào ở xa muốn tự làm, tự chơi để đáp ứng được cái cuộc sống cũng như đam mê của mình thì hãy để lại comment để chúng tôi làm video sau cho các bạn. Và còn nhiều kinh nghiệm trong việc làm những cái độ chế những cái radio này nữa, chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn những các cái video về quá trình làm ra nó cũng như là
cái kinh nghiệm phối ghép và cũng như là tìm mua nó ở đâu cho nó tiện. Và các bạn có quan tâm đến những cái sản phẩm độ chế như này thì có thể vào trang web của Khang Audio tham khảo. Không bạn nào không làm được mà muốn tự mua sẵn thì cũng có thể vào trang web của Khang Audio. Chúng tôi làm ra những cái đồ chơi như này chúng tôi bán, ủng hộ chúng tôi để cho được cái sản phẩm được lan tỏa đến mọi người chơi các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo.